Xin kính chào anh chị và các bạn, em là Hoàng. Rất là vui khi được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Và trong video này thì Hoàng sẽ mang đến cho anh chị một cái căn nhà chính chủ đang cần kêu bán gấp. Căn nhà tọa lạc tại ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Và vị trí căn nhà của mình di chuyển ra ngoài quốc lộ 22B là khoảng độ 100m thôi anh chị. Đứng đây là nhìn thấy luôn ha, theo cái hướng này. Và đây là nhân vật chính trong video ngày hôm nay. Và để cho anh chị nắm bắt rõ hơn về thông tin của căn nhà này thì em sẽ cho anh chị xem được sổ sách giấy tờ của căn nhà, sau đó thì mình sẽ review chi tiết bên ngoài. Vị trí Hoàng nhắc lại một lần nữa, nằm tại là ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nhà này là chính chủ nhà vườn nha anh chị. Và vị trí cực kỳ đắc địa, cách quốc lộ 22B khoảng 100m, di chuyển về trung tâm của thị xã Hòa Thành là khoảng độ 3 đến 3 cây rưỡi số, và về trung tâm thành phố Tây Ninh là 5 cây số. À, khu vực này thì đầy đủ tất cả các tiện ích nha anh chị. Về cái phần tiện ích thì Hoàng sẽ không phân tích thêm. Còn nếu mà di chuyển về tới thành phố Hồ Chí Minh ngay bến xe An Sương là khoảng độ 80 cây. Tổng diện tích sử dụng của căn nhà ngày hôm nay là 292,5 m², trong đó đã có đến 200,5 m² là đất thổ cư. Và vị trí này nếu mà lên 1 m² thổ cư thì rất là mắc tiền nha anh chị. Nhưng mà miếng đất và căn nhà của mình thì đã có đến 200 m² rồi, còn lại toàn bộ là đất trồng cây lâu năm. Đấy, đây là bên mặt thông tin của quyển sổ. Sau đây là hình dạng thửa đất. Đây, đây là sơ đồ thửa đất có căn nhà sẵn trên đây nha. Thì bề ngang tiếp giáp mặt tiền đường là 7m, hai cạnh nhà vào, một cạnh là 42m4, một cạnh là 43m, mặt hậu cuối cùng là 6m7. Thì cái phần này là nó hơi tớp 3 tấc nha anh chị. Thì nếu mà anh chị nào không thích thế nhà tấp hậu thì có thể bỏ qua video này. Còn anh chị nào mà đầu tư hay là cần nhà để ở ngay, không cần xây á, thì căn nhà này sẽ phù hợp với nhu cầu anh chị. Và đặc biệt là nhà người ta đang ở nha, chứ không phải là nhà xây nguyên căn để bán. Đặc biệt thì Hoàng đã chia sẻ rồi, những căn nhà mà hiện tại lái xây để bán á, thì Hoàng ít có chia sẻ lắm anh chị. Bởi vì chất lượng công trình nó không có đáp ứng được cái nhu cầu ở của khách. Cả luôn về vấn đề đầu tư, bởi vì nếu mà công trình xây để bán thì sẽ không chất lượng và xuống cấp theo thời gian. Đấy, đấy là lý do Hoàng muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Còn về cái phần đường trước đất á, là đường bê tông có quy hoạch lộ giới là 10m. Thì cái đường ra vào nó còn sẽ mở rộng thêm. Hiện tại thì bê tông hết rồi, bê tông hóa hết rồi. Và đường này sẽ hơi chạy vào ra thoải mái nha anh chị. Rồi, đó là tất cả thông tin trên sổ và hướng của căn nhà ngày hôm nay. Và hướng của căn nhà ngày hôm nay là hướng đông nam nha anh chị. Đây, vị trí này kéo dài qua tới đây là 7m. Cạnh này dài xuống 43, mặt hậu là 6m7. Và cạnh này dài lên là 42m4. Ranh giới nó ổn định rõ ràng nha. Đó, nhà xây ở giữa. Ở trước thì còn nguyên một cái khoảng sân để anh chị có thể làm nhà mát hoặc là để xe hơi. Hai bên thì hàng rào hết rồi anh chị. Cung đường này là cung đường 4m nè, còn cung đường bên kia là 10m. Đây, đây là căn nhà của mình ngày hôm nay. Bên hông thì còn dư khoảng độ hơn 1m để có thể là chạy xe máy lên xuống, hoặc là mình di chuyển hoặc mang đồ lên xuống thì nó không bị chật chội nha. Ngày hôm nay thì chủ giao đất và nhà cho mình, nội thất thì chủ sẽ lấy đi. Nói chung thì nội thất cũng không có gì cả. Mặt tiền là 7m, bê tông nhựa ha. Đó. Tam cấp đi lên. Toàn bộ thì đã được lát gạch bông ở nền, còn ở trên thì là tô, chưa có bê nha anh chị. Đây là cái phần hàng ba nè. Đấy, mình sẽ vào không gian phòng khách với diện tích là 20m², có một cửa sổ bảng lớn bên hông. Đây là không gian phòng khách cũng như là phòng thờ của gia chủ. Và đặc biệt thì Tây Ninh là chị biết rồi, toàn bộ là đạo cao đài gần như 80%. Đấy, nhà này thì cũng thờ đạo cao đài ha. Hành lang dẫn xuống từ khoảng độ 1m2, có hai cái phòng ngủ. Hai phòng ngủ thì diện tích tương đương với nhau, mỗi phòng là 10m². Đây là anh chị. Trong đây cũng vẫn chưa tô nha. Ở trên thì chưa làm lau phông, nóc thiết. Đấy. Rồi, mình sẽ qua cái phòng ngủ thứ hai, cũng sẽ giống như cái phòng ngủ đầu tiên mà mình vừa review. 10m² nha anh chị, mỗi phòng đều có cửa sổ, có đèn, có quạt hết. Nhà này thì về mình có thể bê lại rồi làm lau phông thạch cao, nó sẽ như mới nha. Đây là không gian phòng bếp cũng như là kết hợp toilet. Cho anh chị xem lại cái hành lang nè. Đó. Ở đây thì cái bếp là nằm ở bên trái nè anh chị. Bếp này thì người ta chỉ làm tạm thôi. Còn anh chị nếu mà mua về sử dụng á, mình có thể coi lại cái hướng bếp
nào cho phù hợp với cái tuổi của mình nha. Đây là phòng tắm làm hẳn riêng với cái bồn cầu nha anh chị. Bồn nước thì để ở trên. Phần này nếu anh chị không thích thì có thể di dời hoặc đập ra xây lại cái khu vực này. Đây là cái toilet nè. Đấy, đấy là bên trong cái phần nhà. Tiếp theo thì còn một cái khoảng đất khá là rộng nằm ở phía sau nha anh chị. Cho anh chị xem lại cái hành lang đi lên đi xuống ở bên hông nè. Hơn 1 mét ha, khoảng 1 mét rưỡi lận bề ngang. Bên đây là chất tường nhà bên kia rồi. Xin nhắc lại là hai cái hậu dày xuống, một bên là 42m4, còn một bên là 43m. Ở phía sau thì có vài loại cây ăn trái nha. Điển hình đây là cây mận nè anh chị, gốc lớn. Và có hệ thống chuồng trại cho anh chị chăn nuôi ở phía sau, như là chăn nuôi heo hay gà hay vịt đều được nha. Tuy khu vực này là cận với trung tâm của thành phố Tây Ninh cũng như là thị xã Hòa Thành, nhưng mà nó vẫn mang màu sắc của một vùng quê bình yên nha anh chị. Có thể trồng các loại cây, nuôi thêm gà, nuôi thêm vịt, di chuyển về trường học, về chợ, bệnh viện khá là gần. Đây là khu vực phía sau nè, 6m7 ha. Ở sau này thì có một số loại cây nữa. Bên đây thì cây dừa nè anh chị, rất là cao. Đó là tất cả thông tin, sổ sách giấy tờ cũng như là hiện trạng của căn nhà, ranh giới từ trước tới sau Hoàng đã quay rất là kỹ cho anh chị xem ha. Và căn nhà này thì đang kêu bán gấp nha anh chị, cho nên là anh chị nào thấy phù hợp với nhu cầu của mình, hoặc là đầu tư, hoặc là mua để sử dụng ngay về sửa sang lại, thì có thể liên hệ gấp với Hoàng qua số điện thoại là 0981877139 sau cái phần báo giá nha. Hoàng đang đi bên cái phần bên hông nhà để đi lên phía mặt tiền. Khu vực này rất là đông dân cư nha anh chị. Đó, bây giờ thì Hoàng sẽ di chuyển từ căn nhà ra ngoài quốc lộ 22B, sau đó di chuyển một đoạn trên cung đường quốc lộ 2B, rồi về ngã ba Bến Một và về cái đường Lạc Long Quân để vào trung tâm của thị xã Hòa Thành. Đây là cung đường bê tông để chạy ra quốc lộ 2B nè anh chị. Lộ dưới quy hoạch nó 10m nha, nó còn mở rộng ra nữa. Nếu mà quẹo trái theo hướng này á là để về hướng Sài Gòn, về dòng xe Gò Dầu rồi về Trảng Bàng rồi về Sài Gòn anh chị. Còn chạy theo hướng này á là về ngay ngã ba Bích Một, nếu mà đâm thẳng luôn là về tới dòng xe 30/4, cách căn nhà của mình là khoảng độ 5-6 cây số thôi. Chợ, trường học, bệnh viện, ủy ban, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, đầy đủ tất cả các tiện ích. Và bây giờ thì Hoàng xin thông báo cái giá mà hiện tại chủ đang kêu bán gấp căn nhà của mình với giá trị là 1.650.000.000. Giá này thì bán nhanh nha anh chị, vẫn còn thương lượng chính chủ luôn đó. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ ngay với Hoàng qua số điện thoại trên màn hình 0981877139 nha. Đây là thời điểm tốt để anh chị có thể sở hữu căn nhà này. Mình quẹo sang phải là qua đường Lạc Long Quân để vào trung tâm của thị xã Hòa Thành cũng như là thành phố Tây Ninh để về chùa Tổ Thánh. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Cũng không quên là ủng hộ em bằng cách là đăng ký kênh, bật chuông thông báo để chị có thể nhận những video mới nhất, sớm nhất mà YouTube sẽ đề xuất cho anh chị trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo.